Tôi bán rồi. Hả? Thế xem bằng cái gì? Xem bằng laptop. Laptop à? Rồi tôi tưởng nhà ông thế nào đến nhà có cái tivi to lắm. Làm cho tôi đây. Bình tĩnh. Không phải mỗi cái này đâu. Còn cái gì nữa? Cái này nữa. Nhà thiếu tivi xong bây giờ thiếu lại cả dây sạc laptop luôn à? Ông không sang dự phòng đây à? Ông bị dở hơi à? Cái này máy chiếu tôi đấy. Máy chiếu này á? Ừ. Là gì? Con này ấy, là máy chiếu mini mua bộ projector, mã của nó như là MPCD1, tôi mua ở Sony. Con này tôi mua về để vừa đi làm với cả vừa để giải trí luôn, kết nối đủ thứ này, laptop này, điện thoại này, PS4 này. Đấy, tiện chưa mà còn gọn nhẹ mang đi dễ mà. Thế nhìn đến này thì chất lượng hình ảnh ok không? Chất lượng hình ảnh á? Con này được cái độ phân giải của nó là 854x480, 16 triệu màu với cả độ sáng là 105 lumen. Rồi tưởng thế nào thế cũng bình thường. Có trời gì ơi, đòi hỏi nhiều. Bé tí này còn đòi gì nữa. Đây nhá, tiện này ông mang đi nhá, ông gặp khách hàng không? Nó cứu cho ông. Bây giờ ông định thuyết trình bằng cái màn hình laptop bé tí này. Mình có máy chiếu không có chuyên nghiệp chứ. Rồi bây giờ xem phim nhóm nữa, có cái này phải tiện nữa đâu. Mà con này nhá, được cái nhá, khởi động rất nhanh. 5 giây lên luôn. Đó mà còn chưa kể là con này còn nhiều kích thước khác nhau nhá. 40 inch ở khoảng cách là 1m15 và đến tận 120 inch ở khoảng cách là 3m45. Rất là dùng trong phòng nhỏ là dùng được rồi. Mà nhìn kích thước thế này thì pin có ổn không hay là lại 3 phút lại phụt 5 phát không? Đúng, dùng được mà, 2 tiếng. Con này ừ, xem đủ xem trận bóng này, đủ xem bộ phim này. Tôi xem phim mà tôi còn hay tua nên là dùng thoải mái không ạ? Thế tôi 1-2 tiếng tôi phải xem được mấy phim ấy. Ông ơi, thế ông xem phim gì mà ông phải tua không? Tôi xem phim khoa học, nghiên cứu hoạt động về đêm của loài người. À, tôi xem không nhỉ? Đấy, tí tìm cái link livestream này. Ok. Mà nhân tiện đoán đúng rồi đấy. Con này thì cũng là sạc dự phòng luôn. Có cục pin 5000 mAh này. Thế nên là bình thường mà không dùng làm máy chiếu thì sạc điện thoại cũng được. Đúng rồi. Rồi. Ông dừng ngay cái việc quảng cáo cái máy chiếu này của ông đi nhá. Không tí nữa tôi lại thích quá lại chạy ra cửa hàng mua một cái. Rồi, xem ạ.